Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Phần Lan có kế hoạch mở loạt trường bán mới do nhu cầu tăng lên sau khi Nga phát động hoạt động quân sự ở Ukraine. Đại truyền hình Phần Lan, Ile cho hay, người Phần Lan ngày càng quan tâm hơn đến quốc phòng kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát. Theo đó, số ngày huấn luyện của những người đam mê quốc phòng tăng gấp đôi kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở quốc gia láng giềng nhiều người Phần Lan cũng đã nộp đơn xin giấy phép sử dụng súng. Theo đại Y Lê, các trường bắn hiện tại chủ yếu phục vụ cho đối tượng như thợ săn và cảnh sát, nên nước này cần có thêm nhiều cơ sở, trường bắn mới, chất lượng tốt hơn để đáp ứng nhu cầu sử dụng súng nhiều hơn tại Phần Lan. Hiện có khoảng 670 trường bắn dành cho dân thường ở Phần Lan, giảm từ mức hơn 2.000 trước năm 2000. Chính phủ Phần Lan có kế hoạch tăng con số này lên khoảng 1.000 vào năm 2030. Ông Zuka Kupra, nghị sĩ Đảng Liên minh Quốc gia và Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Phần Lan, nói rằng người Phần Lan sẽ không cần phải đi xa chỉ để tập bắn. Ông biết việc tập bắn súng sẽ dễ dàng như đối với bóng đá hoặc khúc côn cầu trên băng trong thời gian tới. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Phần Lan có kế hoạch bảo vệ các hoạt động tại các trường bắn của Phần Lan và thúc đẩy việc thành lập các trường bắn mới. Giám đốc điều hành MPK, ông Antti Letisalo, cho biết người dân Phần Lan rất nhiệt tình trong bảo vệ quốc gia. Theo ông, sau khi hoàn thành các khóa học, người tham gia cần thực hành kỹ năng mới của mình trên trường bắn. Ông Letisalo chia sẻ, một phần của khóa đào tạo và giáo dục này tất nhiên là hướng dẫn về bắn súng vì mọi người muốn trở thành một phần của hệ thống an ninh toàn diện này. Do đó họ sẽ đến tham gia các khóa học của chúng tôi và sau đó chúng tôi cần nhiều trường bắn hơn. Ông Salo bổ sung rằng bắn súng chỉ được cho phép ở các trường bắn và người dân thường đã được huấn luyện kỹ lưỡng về an toàn. Bộ Quốc phòng Phần Lan thông báo họ có kế hoạch bảo vệ hoạt động tại các trường bắn của Phần Lan và thúc đẩy việc thành lập các trường bắn mới. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Phần Lan nêu rõ, các quy trình cấp phép môi trường và luật pháp liên quan đến trường bắn sẽ được sắp xếp hợp lý. Được biết, Phần Lan đã chính thức gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, trở thành thành viên thứ 31 của khối quân sự này. Phần Lan, quốc gia có trung đường biên giới dài 1.340 km về Nga, gia nhập NATO vào tháng 4 năm ngoái, trong bối cảnh lo ngại về an ninh quốc gia sau khi Moscow phát động quân sự ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Mối quan hệ của Phần Lan với Nga đã xấu đi đáng kể kể từ khi quốc gia Bắc Âu này gia nhập NATO. Phần Lan đóng cửa tất cả các cửa khẩu biên giới với Nga vào cuối năm ngoái, trong bối cảnh số người xin tị nạn tăng vọt trong mùa đông lạnh giá. Helsinki cáo buộc Moscow cố tình đưa người di cư đến biên giới để trừng phạt Phần Lan vì đã hợp tác với Mỹ. Tuy nhiên, Điện Kremlin bác cáo buộc của Phần Lan. Ngoài ra, Phần Lan cũng cho xây thêm 70 km tường rào nữa ở Đông Nam trong giai đoạn 2023-2025, Nước này đã lên kế hoạch chi khoảng 380 triệu euro để thiết lập tổng cộng 200 km tường rào dọc đường biên giới trải dài 1.300 km với Nga. Tường rào sẽ cao 3 mét, cố gắng dây thép gai trên đỉnh và được trang bị các camera nhìn xuyên đêm, đèn chiếu sáng và loa phóng thanh. Website Nhà Trắng hôm 20 tháng 2 cho biết cùng ngày, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby đã tham gia vào một hội nghị từ xa và ngay trong phát biểu đầu tiên ông kirby đã đề cập tới việc quân đội ukraine buộc phải rút khỏi thành phố adipka ở phía đông ukraine ông kirby cho biết trong nhiều tháng ukraine đã có thể ngăn chặn các cuộc tấn công của nga cho đến khi họ bắt đầu cạn kiệt đạn dược đặc biệt là đạn pháo thứ mà họ cần để ngăn chặn lực lượng nga tiếp cận và vượt qua các tuyến phòng thủ của mình theo ông kirby ukraine quyết định rút khỏi thành trì adipka không phải vì người ukraine không đủ dũng cảm cũng không phải vì họ không được lãnh đạo tốt hay không được đào tạo, không có sự nhạy bén về chiến thuật, đó là do Quốc hội Mỹ không hành động. Ông Kirby nhấn mạnh, chúng tôi đã cảnh báo Quốc hội rằng nếu họ không hành động, Ukraine sẽ chịu tổn thất trên chiến trường. Và bạn biết đấy, hồi cuối tuần trước, Ukraine buộc phải rút quân khỏi Adipka. Ngoài ra, ông Kirby còn cho rằng việc Tổng thống Volodymyr Zelensky quyết định rút quân khỏi Adipka là sáng suốt để quân đội Ukraine không bị bao vây nhờ đó có thể bảo toàn được lực lượng cũng như những nguồn tài nguyên quý giá mà họ có lý giải nguyên nhân người nga lại cố gắng giành lấy adipka theo ông Kirby chủ yếu là vì họ muốn có một trung tâm điều phối và cung cấp hậu cần ở khu vực donbas đặc biệt là tại donetsk ông Kirby nói họ tức là người nga tin rằng điều đó sẽ mang lại một điểm khởi đầu nếu muốn để tiến hành các hoạt động tiếp theo ở donetsk và thậm chí ở các khu vực thuộc lugan liên quan tới việc ukraine thất thủ tại adipka Đài truyền hình nhà nước Nga đưa tin, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Sergei Shoigu đã tới Điện Kremlin vào hôm 20 tháng 2 để báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin rằng quân đội Nga đã nắm quyền kiểm soát Adipka. Đài NHK của Nhật Bản hôm 21 tháng 2 cho biết thêm, ông Putin đã mô tả sự kiện này là một thành công tuyệt đối và chúc mừng Bộ trưởng Shoigu. Tổng thống Liên bang Nga cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp nối thành công và chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vũ khí cũng như đạn dược. Theo đánh giá của tờ New York Times, dựa trên các cuộc phỏng vấn với các binh sĩ, thì lực lượng Ukraine đã không chuẩn bị cho việc quân Nga tiến vào Adipka nhanh đến vậy. Phía Ukraine đã cố gắng câu giờ để lực lượng bộ binh chính quy của mình rút lui khỏi thành phố, sử dụng lực lượng đặc nhiệm và lữ đoàn xung kích riêng biệt số 3 tinh nhuệ để yểm trợ cho cuộc rút lui. Nhưng các đơn vị này không thể làm chậm bước tiến của Nga hoặc đưa được tất cả binh sĩ Ukraine thoát ra. Một cuộc rút lui hỗn loạn là không thể tránh khỏi. Theo các chiến lược gia Mỹ, việc rút quân mà không chịu tổn thất nặng nề là khó nhưng có thể giảm thiểu tổn thất nếu nó được thực hiện một cách có chủ ý, không vội vàng. Tại Adipka, Ukraine dường như đã phải đợi quá lâu để bắt đầu rút quân và cuộc rút lui hỗn loạn đã gây thêm tổn thất. Đối với người Ukraine, thách thức rút khỏi Adipka càng trở nên phức tạp hơn bởi thực tế là Nga đã bảo vệ thị trấn này từ gần ba mặt. Một con đường trải nhựa duy nhất là con đường khả thi nhất để ra vào thị trấn. Tuyến đường sống còn này cũng bị đe dọa trực tiếp vào đầu tháng này, khiến việc rút quân trở nên nguy hiểm hơn nhiều. Trang tin The Kiev Independent ngày 20 tháng 2 dẫn lời giới chức địa phương Ukraine cho hay, lực lượng Nga triển khai các cuộc tấn công nhằm vào 11 tỉnh, khiến hai người thiệt mạng và 10 người bị thương trong vòng 24 giờ. Các tỉnh bị tấn công gồm Poltava, Kirovorad, Chernihiv, Mykolaiv, Lugan, Dnipropetrovsk, Donetsk, Kherson, Kharkov, Zaporizhia và Sumy. Các trường hợp thương vong được ghi nhận ở Kherson, Kharkov, Zaporizhia và Sumy. Theo không quân Ukraine, phía Nga triển khai 23 máy bay không người lái UAV để tấn công trong đêm, nhưng đều bị lực lượng phòng không Ukraine đánh chặn. Các mảnh vỡ từ UAV được cho là đã làm hư hại một cơ sở công nghiệp ở tỉnh Poltava, cũng như một số ngôi nhà và phương tiện ở tỉnh Dnipropetrov. Thống đốc Ivan Fedorov tại Zaporizhia cho hay, quân đội Nga đã thực hiện 435 cuộc tấn công nhằm vào 19 khu định cư ở tỉnh này khiến hai người ở khu vực Prymoky và Lisny thiệt mạng. Các cuộc tấn công nhằm vào tỉnh Zaporizhia đã làm hư hại 13 ngôi nhà và cơ sở hạ tầng. Lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, họ đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga về phía đông nam khu vực Zaporizhia trong một đêm khó khăn. Trước đó, vào ngày 20 tháng 2, tư lệnh không quân Ukraine Mykola Olechuk cho biết, hai chiến đấu cơ Su-34 và Su-35S của Nga bị bắn rơi ở mặt trận phía đông trong lúc chúng đang thả bom dẫn đường vào các vị trí của binh sĩ Ukraine. Xong không đề cập địa điểm cụ thể. Ông Oleschuk ca ngợi phòng không Ukraine, thêm hai máy bay của đối phương bị bắn hạ. Đây là đất và bầu trời của chúng ta, xin cảm ơn các bạn vì thành tích này. Su-35S là tiêm kích thế hệ 4 cộng cộng của Nga, có khả năng cơ động cao và được sơn vật liệu giảm tiết diện phản xạ radar. Tiêm kích được trang bị nhiều thiết bị điện tử hiện đại, trong đó radar mảng pha quét điện tử thụ động, PESA, N035 Ibis-E cho phép bắt bám 30 mục tiêu ở khoảng cách 400 km, và khai hỏa tiêu diệt 8 mục tiêu cùng lúc. Tiêm kích ném bom Su-34 là một trong những chiến đấu cơ chủ lực của Nga trên chiến trường Ukraine, chủ yếu thực hiện nhiệm vụ ném bom và phóng tên lửa dẫn đường nhằm vào các mục tiêu cố định của đối phương. Khi mang 3 tấn bom, 4 tên lửa đối không và một thùng dầu phụ, Su-34 đạt tầm bay gần 3.000 km ở độ cao lớn hoặc 1.700 km khi bay sát mặt đất và mặt biển. Trước đó, tổng thống nga vladimir putin đã ca ngợi việc quân đội giành được quyền kiểm soát thành phố adipka là một chiến thắng quan trọng đối với moscow bộ quốc phòng nga tuyên bố quân đội nước này đang thực thi các biện pháp để ngăn chặn các cuộc tấn công của ukraine trong khu vực cũng như tiếp tục các hoạt động tấn công để giải phóng Donetsk. adipka thất thủ là động thái mới nhất cho thấy lực lượng nga đã giành thế chủ động trên chiến trường sau khi kế hoạch phản công của ukraine không đạt được phần lớn mục tiêu tuy nhiên nga cũng cho rằng không loại trừ khả năng ukraine tiếp tục phản công sau khi thất thủ ở adipka Cục trưởng tác chiến Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nga Sergei Rasko cho biết, lực lượng vũ trang Ukraine vẫn duy trì khả năng chiến đấu để tiến hành các hoạt động quân sự. Trong tương lai, với điều kiện có sự hỗ trợ quân sự quy mô lớn từ phương Tây, không thể loại trừ nỗ lực phản công khác. Theo trang Business Insider, trong gần 2 năm qua, giao tranh ác liệt đã tàn phá nhiều khu vực ở Ukraine, khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng và hàng triệu người phải di rời. Với tình hình hiện nay, Cuộc xung đột giữa hai bên vẫn chưa có hồi kết rõ ràng, nhưng có thể đi theo hướng một trong bốn kịch bản. Theo đó, kịch bản thứ nhất, các chuyên gia cho rằng hy vọng của Ukraine phụ thuộc vào viện trợ của phương Tây. Ukraine dựa rất nhiều vào hỗ trợ quân sự và tài chính từ Mỹ, Anh và Liên minh châu Âu EU. Tại một cuộc họp báo vào đầu tuần này, ông Max Bergman, giám đốc chương trình châu Âu, Nga và Á-Âu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS nhận định rằng nếu tiếp tục nhận được hỗ trợ, Ukraine có thể bố trí tốt lực lượng để ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga. Ông Beckman phân tích rằng cuộc tranh luận tại Quốc hội Mỹ về gói viện trợ trị giá 60 tỷ đô la Mỹ là yếu tố then chốt trong định hình diễn biến của cuộc xung đột. Gói viện trợ trên đã được thông qua tại Thượng viện và sẽ được chuyển đến Hạ viện, nơi có thể vấp phải sự phản đối gay gắt từ một số thành viên Đảng Cộng hòa. Ukraine cũng đã đạt được một số chiến thắng đáng chú ý, có thể đóng vai trò quan trọng trong việc định hình kết quả của cuộc xung đột. Ông Elios Cohen tại CSIS nói rằng quân đội Ukraine đã phải chịu tổn thất đáng kể về cả kho đạn dược cũng như số lượng binh sĩ. Vì vậy, nếu viện trợ không đến, điều này có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đối với lực lượng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cả về mặt quân sự và tâm lý. Ông cho rằng cuộc tranh luận gay gắt ở Mỹ về gói viện trợ mới dành cho Ukraine có thể đã giúp thúc đẩy châu Âu ngày càng ủng hộ Ukraine. Tuy nhiên, nếu nguồn cung cấp vũ khí cho Ukraine bị suy giảm, điều này dẫn đến kịch bản thứ hai Nga có thể thực hiện một cuộc xung đột tiêu hao và giành chiến thắng. Kịch bản thứ ba liên quan đến một thỏa thuận hòa bình. Theo Bloomberg hồi tháng 1 năm nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra những thông tin thăm dò với Mỹ, cho thấy rằng ông đã sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán để chấm dứt cuộc xung đột với Ukraine. Sau đó, người phát ngôn Điện Kremlin đã bác bỏ tuyên bố này, nói rằng điều này hoàn toàn không phù hợp với thực tế. Về phần mình, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, Ariane Watson nói rằng Mỹ không biết về những thay đổi trong quan điểm này của Nga và rằng Ukraine sẽ quyết định liệu có đàm phán với Nga hay không, khi nào, như thế nào. Trước đó, tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos năm 2024, Tổng thống Zelensky đã kêu gọi Thụy Sĩ tổ chức một hội nghị hòa bình. Thụy Sĩ là quốc gia trung lập, từng đóng vai trò trung gian trong các cuộc xung đột quốc tế trước đây. Tuy nhiên, Đại sứ Nga tại Thụy Sĩ Sergei Gamonin khẳng định việc Thụy Sĩ tổ chức hội nghị hòa bình cho Ukraine sẽ là vô nghĩa và chắc chắn thất bại nếu không có sự tham gia của Nga. Ông Gamonin cũng cho rằng kế hoạch hòa bình 10 điểm của Tổng thống Zelensky không phải là cơ sở để đối thoại vì đã đặt ra một loạt tối hậu thư đối với Nga. Ông nhấn mạnh không thể nói chuyện với Nga bằng ngôn ngữ của tối hậu thư. Kịch bản cuối cùng liên quan đến chiến tranh hạt nhân. Theo kịch bản này, Tổng thống Putin đã đưa ra một số tuyên bố liên quan sử dụng vũ khí hạt nhân kể từ khi bắt đầu kế hoạch quân sự tại Ukraine, nhưng phương Tây vẫn bị chia rẽ khi nhận định tuyên bố trên. Ông Seth Yonest Phó chủ tịch cấp cao của CSIS bình luận rằng có những rủi ro lớn liên quan đến việc sử dụng vũ khí hạt nhân và cũng sẽ có nguy cơ xảy ra bụi phóng xạ hạt nhân trên toàn lãnh thổ Nga nếu tổng thống Putin sử dụng chúng. Trong khi đó, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, Dmitry Medvedev từng cảnh báo Moscow sẽ buộc phải tấn công phủ đầu nếu phương Tây chuyển giao vũ khí hạt nhân cho Ukraine. Về phần mình, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg từng đánh giá khả năng Nga sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine là rất thấp song liên minh này vẫn rất thận trọng trước nguy cơ đó người đứng đầu nato cũng nói thêm rằng khối quân sự này muốn khẳng định rõ sẽ không có bên chiến thắng trong một cuộc chiến tranh hạt nhân